Chào tất cả các con. Trong tiết học này, cô sẽ hướng dẫn chúng mình làm vở bài tập tiếng Việt. Bài Chú bé chăn cừu, trang 41. Nào, chúng mình cùng nhau làm bài nhé. Phần bài tập bắt buộc. Viết một câu khuyên chú bé chăn cừu trong câu chuyện Chú bé chăn cừu. Các con đã được học câu chuyện Chú bé chăn cừu rồi. Vậy bây giờ chúng mình cùng suy nghĩ và viết một lời khuyên dành cho chú bé chăn cừu nhé. Để viết được lời khuyên cho chú bé chăn cừu, cô sẽ gợi ý như sau. Các con hãy cho biết chú bé chăn cừu đã làm sai điều gì? À đúng rồi, chú bé đã nói dối rất nhiều lần đấy. Vậy nếu mà chú bé chăn cừu không nói dối thì các bác nông dân có đến để giúp đỡ chú đuổi bầy sói đi không nhỉ? À, chắc chắn là có rồi. Vậy thì nếu em là chú bé chăn cừu thì em sẽ làm gì? Em có nói dối giống chú bé chăn cừu không? Vậy chúng mình hãy dành lời khuyên như thế nào cho chú bé chăn cừu nhỉ? À, cô gợi ý nhé. Chúng mình có thể khuyên là không nên nói dối vì nói dối rất có hại. Hoặc không nên nói dối vì nói dối sẽ làm người khác không còn tin tưởng mình nữa. Hoặc là không nên nói dối vì nói dối là một đức tính xấu đấy. Các con hãy lựa chọn lời khuyên theo ý thích của mình và viết vào bài tập nhé. Vậy là chúng mình đã hoàn thành xong phần bài tập bắt buộc rồi đấy. Cùng nhau sang phần bài tập tự chọn. Bài 1. Điền vào chỗ trống. A. Giờ. G hay R. B. Chờ hay R. Nào, hãy dừng video và suy nghĩ làm bài. Khi làm bài xong rồi thì hãy chữa bài cùng với cô nhé. Chúng mình cùng nhau chữa bài nào. Câu A. Họa sĩ dùng giấy gió vẽ tranh Đông Hồ. Câu B. Hôm nay trời nắng chang chang. Chúng mình có làm giống cô không? Chắc chắn là chúng mình làm đúng đúng không nào? Cùng chuyển sang bài tập số 2. Điền từ ngữ phù hợp vào chỗ trống. Đây là bài Mèo con đi học. Mà cô nghĩ là cũng có bạn đã từng đọc bài này rồi đấy. Bây giờ chúng mình cùng lựa chọn từ ngữ trong mục đơn để điền vào chỗ trống cho thích hợp nhé. Mèo con đi học. Mèo con buồn bực. Mai phải đến trường. Liền kiếm cớ luôn. Cái đuôi tôi ốm. Cừu mới be toáng. Tôi sẽ chữa lành. Nhưng muốn cho nhanh. Cắt đuôi khỏi hết. Cắt đuôi ấy chết. Tôi đi học thôi. Và đây chính là đáp án chính xác của bài tập số 2 đấy các con ạ. Cùng nhau chuyển sang bài tập 3 nào. Bài tập 3 yêu cầu chúng mình làm gì? À đúng rồi, bài 3 yêu cầu chúng mình sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu. Chúng mình cùng nhau đọc các từ ngữ nhé. A. Tai hại rất của chú bé trò đùa. B. Một thói xấu nói dối là. Và câu sắp xếp là trò đùa của chú bé rất
tai hại. Viết hoa chữ trò vì đầu câu và cuối câu có dấu chấm các con nhé. Nói dối là một thói xấu. Vậy là cô đã vừa hướng dẫn chúng mình học xong phần của bài tập tiếng Việt rồi đấy. Tạm biệt các em, chúc các em học tốt.